tu hoa nghiêm áo chỉ vòng tận hoàng nguyên quán thời gian ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn lẻ chín người giảng lão pháp sư tình không địa điểm cao hùng đài loan tập sáu mươi tám b nên phụ nữ sứ mạng của họ Là giúp chồng dạy con Giúp đỡ người chồng Quan trọng là Giáo dục con cái Giờ thời xưa đầy sướng thai giáo Mang thai Tông tình của mẫu thân và chánh không có tà tư không có tà niệm như người xưa đói vào thời gian mang thai mắt không nhìn thấy việc ác mắt không nhìn thấy những việc không tốt tai không nghe lời bất nhã Miệng không nói lời thô xấu Cái chánh này là thân khẩu ý Mà nhà Phật nói Khéo giữ Ba nghiệp Trên kinh vô lượng thọ Phật dạy bảo chúng ta Khéo giữ khẩu nghiệp Không nói lỗi người Khéo giữ thân nghiệp Không mất oai nghi khéo giữ ý nghiệp thanh tình vô nhiễm mẫu thân phải làm được mang thai con cái còn chưa sanh ra đời thì nhận được giáo dục tốt đến như vậy trẻ nhỏ vừa sanh ra mẫu thân là tấm gương tốt nhất của chúng Trẻ nhỏ Không rời khỏi mẫu thân Mẫu thân Không rời khỏi trẻ nhỏ Cử chỉ ngôn hạnh Của mẫu thân Trẻ nhỏ đều đang nhìn Đều đang nghe Đều đang cảm nhận Chúng đang học tập Nếu bạn cho rằng Chúng vô tri thì bạn sai rồi Chúng đã bắt đầu đang học tập Học đến 3 tuổi cũng học được một ngàn ngày rồi Một ngàn ngày này gọi là cấm gốc giáo dục Thâm căn cố đế Một ngàn ngày này nếu học được tốt Ba tuổi tuy là rất nhỏ Chúng liền có năng lực Phân biệt phải quấy tà chánh Chúng liền có năng lực này Cho nên ngàn ngữ Cổ đại chúng ta có câu rằng Ba tuổi thấy tám mươi Ba tuổi cấm cái gốc này cấm được tốt Tám mươi tuổi sẽ không thay đổi Đại Thánh Đại Hiền Ai vậy vậy? mẫu thân vậy mẫu thân người xưa trung quốc gọi là thái thái cái lịch sử này rất lâu rồi danh từ thái thái từ đâu mà ra vậy có từ triều nhà châu hơn ba ngàn năm rồi triều châu khai quốc các vị biết Châu Văn Vương Võ Vương Châu Công Đại Thánh Thánh Nhân Ngay trong mắt của khổng tử Rất ngưỡng mộ Rất tôn kính họ Bạn thấy vừa mở miệng liền nói Văn Võ Chu Công Đại Thánh Mẫu thân vậy Tổ mẫu của Châu Văn Vương Là Thái Khương Mẫu thân là Thái Nhậm Vợ của chính ông là Thái Tị Đều có chữ Thái 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 là từ chỗ này mà ra Thái Thái gọi phụ nữ là Phải Học Ba vị thái thái khai quốc của nhà châu Ba vị thánh nhân Bạn xem họ nuôi dưỡng ra Văn vương là thánh nhân Võ vương, châu công đều là đại thánh nhân Đây là rất tôn trọng đối với phụ nữ Trong loại xưng hô tán thán Mang theo sự kỳ vọng Chí cao vô thượng Người chúng ta Đem tiền đồ quốc gia dân tộc Đều gửi gắm vào trên thân Của người phụ nữ mong muốn họ dưỡng dục Thế hệ sau Đều là đại thánh đại hiền Không giống như người nước ngoài vì là đúng là chính xác loại văn hóa này chúng ta phải đem nó mở mang rộng lớn không chỉ cứu dân tộc cứu quốc gia có thể cứu toàn thế giới tu chư hạnh pháp bớt vi tự thân bạn xem ba thái thái của nhà châu vì gia tộc chính mình vì quốc gia dân tộc vì thiên hạ chúng sanh cho nên họ chính mình ở trước mặt con cái Ngôn ngữ cử chỉ đều phải hợp với lễ pháp Không thể trái phạm chút nào Vì sao vậy? Trẻ nhỏ đang học tập Bạn chính mình nếu như không đoan chánh Trẻ nhỏ liền học hư Đặc biệt vào ba năm đầu Quy củ không thể trái phạm chút nào Cái quy củ này Chính là hiện tại chúng ta đang đề xướng Đề tử quy Đề tử quy Không phải dạy trẻ nhỏ đọc Không phải bảo chúng học Là mẫu thân ở ngay trong mắt của trẻ nhỏ Làm ra Cho chúng xem thân giáo ấn tượng của trẻ nhỏ sâu sắc hiện tại đến nơi nào để tìm được mẫu thân như vậy nếu như mẫu thân tiếp nhận văn hóa truyền thống của trung quốc nếu bà chân thật phát tâm thì bà có thể làm được không phải không làm được đời sống phải khổ cực chút vì sao vậy không thể hai người đều ra ngoài kiếm tiền hai người đều đi kiếm tiền tiền kiếm được nhiều một chút đời sống qua được thư thích một chút thì thế hệ sau không còn nghĩ xem chúng ta có cần thế hệ sau hay không muốn có thế hệ sau thì bạn phải thay chúng sanh chịu khổ ở nơi đời sống vật chất tận lượng tiết kiệm qua được là được phải nhìn xa trong rộng phải nghĩ đến dài lâu Vì gia tộc Vì tông tộc chân thật là hiển tổ vinh tông xứng được với tổ tông xứng được với gia tộc làm ra việc tốt chân thật giữ tâm đảng dục rộng lợi quần xanh đây chính là giá trị quan của nhân sanh không phải danh lợi rộng là không có bờ bé, lợi ích vô biên cho ai, cho tất cả chúng sanh. Đây là đại thánh đại hiện, đây là phật Bồ Tát, đây không phải là người thông thường. cho nên Bồ Tát thị hiện cho chúng ta từ trời đấu xuất giáng xuống Dạo thai Trụ thai xuất thai chúng ta xem thấy ở trong Bồ Tát xứ Thai kinh chư phật như lai ứng hóa ở thế gian đích thực không khác với phạm phu phạm phu là nghiệp lực nghiệp lực nếu như gặp được mẫu thân chân thật tốt họ sẽ thành thánh thành hiền đây là duyên phận phật bồ tát thì đương nhiên công như vậy các ngài đến ứng hóa Cha mẹ của các ngài Cũng là Phật Bồ Tát đến ứng hóa Đều không phải phạm phu Cho nên khi ở trong thai Cũng không nghỉ ngơi Ở mọi lúc và mọi nơi Đều vẫn đang gì Chúng sanh giảng kinh nói Pháp Bạn xem thấy Phổ đại chúng sanh thọ khổ đức chưa từng gián đoạn bao giờ vũ trụ quá lớn thế giới quá rộng không có bờ mé nơi nào chúng sanh có cảm phật bồ tát liền đến nơi để ứng hóa Như Đại Đức xưa Tán thán đối với Quán Thế Âm Bồ Tát Dạng sứ mong cầu Dạng sứ ứng Đồng thời mong cầu Đồng thời ứng Cảm ứng đạo giao Không thể nghĩ bàn Bốn câu phía sau hiển thị ra đức hạnh chân thật cái thứ nhất oán thân bình đẳng việc này chúng ta phải học tâm bình đẳng là chân tâm Tâm bình đẳng là tâm Phật Trong Đại Thừa Giáo Thế Tôn nói với chúng ta Nhân duyên của mười Pháp giới Chúng ta ở mười Pháp giới Tại vì sao họ ở Pháp giới Phật Tại vì sao họ ở Pháp giới Bồ Tát? Tại vì sao họ ở Pháp giới trời? Tại vì sao chúng ta ở Pháp giới người? Còn có tại vì sao họ ở Pháp giới địa ngục? Ở Pháp giới ngạ quỷ? Ở Pháp giới súc sanh? Vì sao vậy? Trong đời thừa giáo, Phật thường hay nói với chúng ta tất cả pháp từ tâm tưởng sanh họ tâm tưởng cái gì thì họ tương ưng với pháp giới nào đó họ liền đi đến đó tự nhiên mà đi không có chủ tể đây là thật đây gọi là cảm ứng đạo giao cũng giống như xã hội hiền tiền của chúng ta đô thị có rất nhiều câu lạc bộ làm thế nào đến người cùng đồng thị hiếu liền đến người ưa thích bóng đá người đánh bóng rổ và thấy họ đều đi đến câu lạc bộ đó người ưa thích âm nhạc thì đi đến câu lạc bộ âm nhạc tùy theo hứng thú của chính mình ưa thích cái gì họ tự nhiên liền sẽ đi đến nơi đó cho nên thế tôn nói với chúng ta trong mười pháp giới người nào đi đến pháp giới phật người oán thân bình đẳng đi đến nơi đó tâm bình đẳng là cái nhân thứ nhất của pháp giới phật nếu chúng ta muốn làm phật không tu tâm bình đẳng Thì làm sao được Cùng với tất cả người Còn có cao thấp Có khác biệt Vậy thì không được rồi Pháp với Phật không có phần Đối người, đối vật, đối việc Đối với tất cả dạng vật Không có hai niệm không có hai tâm Có người này là Phật Đến nơi chỗ Bồ Tát thì sao Bồ Tát ưa thích sáu ba la mật Ưa thích tu bố thí Trì giới nhẫn nhục Tinh tấn thiền định bát nhã ưa thích những thứ này thì họ vào pháp giới bồ tát ưa thích mười hai nhân duyên thì họ vào duyên giác ưa thích tứ đế khổ tập diệt đạo tứ đế họ liền đến thanh văn ưa thích mười thiện thượng phẩm mười thiện tứ vô lượng tâm từ bi hỷ giả họ sanh thiên yêu ừ thích ngũ giới trung phẩm mười thiện nhân mạng ưa thích thập thiện nghiệp đạo kinh cũng chăm chỉ tu hành, thế nhưng họ ngạo mạn, hiếu thắng, đố kỵ, họ liền đi đến Atula. Atula cũng tu thượng phẩm thập thiện. Những tập khí này chưa trừ ngạo mạn hiếu thắng đố kỵ a tu la người tâm tham nặng tham không biết chán đi đến cõi quỷ ngu si là phải quấy thiện ác điên đảo trái lại không rõ ràng cõi xúc sanh tâm sân hận nặng thì đi đến địa ngục bạn thấy loại nào loại nào thì họ tự nhiên liền đi đến nơi đó không có người an bài khởi tâm động niệm bạn cùng tương ưng với cõi nào nhất tâm chuyên niệm a di đà phật họ tương ưng với thế giới cực lạc không tương ưng với các nơi khác nếu bạn muốn đến thế giới cực lạc thân cận a di đà phật bạn chuyên tu chính mình phải có tính tâm ta cầu sanh thế giới cực là có nắm chắc không có nắm chắc có tính tâm có người này chắc chắn được sanh nếu như nói tôi không nắm chắc tôi không có lòng tin việc giảng sanh của bạn liền có vấn đề vì sao vậy Tại sư ngẫu ích ở trong yếu giải Nó được rất hay Người niệm Phật Có thể giảng sanh hay không Quyết định ở có tính nguyện hay không Bạn có tính tâm hay không Bạn có nguyện vọng này hay không Quyết định bạn có thể giảng sanh hay không Phẩm vị cao thấp Sinh đến thế giới tây phương cực lạc Ba bậc chính phẩm Phẩm vị cao thấp Quyết định ở công phu Niệm Phật sâu hai cạn Cho nên Cả đời chưa niệm qua Phật Khi lâm chung người ta khuyên họ niệm Phật Mười câu một câu Đều có thể giảng sanh vì sao vậy? Họ tuy là chưa niệm qua Phật Không có cái công phu này Họ có tính, có nguyện Vừa nghe người khuyến cáo Họ thật tin, thật nguyện Con người này liền giảng sanh Có chứng cứ Lời của Đại sư Ngậu Ích nói Không phải là lời giả cho nên chúng ta nghĩ xem thế tôn tám tướng thành đạo đến cái thế gian này thì hiện xuất gia thành đạo giảng kinh dạy học sau cùng thì hiện cho chúng ta vào bát niết bàn trong đại thừa không có hàng ma tiểu thừa có hàng ma đại thừa không có vì sao vậy ma cùng phật là một không phải hai giác ngộ rồi ma liền thành phật ai giác ngộ chính mình giác ngộ không phải họ giác ngộ chính mình giác ngộ sau khi chính mình giác ngộ phật là từ chánh diện về chúng ta làm tăng thượng duyên cho chúng ta Ma là cái phiền phức cho ta Nghịch tăng thượng duyên Ca lợi dương cắt xẻo thân thể Ca lợi dương là Phật hay là ma Ngay trong mắt của những nhục tiên nhân Ca Lợi Dương là Phật Giúp đỡ Ngài Thành tựu Ngài Viên mãn Nhẫn nhục ba la mật Làm sao có thể chứng minh Ngài Nhẫn nhục ba la mật đã viên mãn Giống như lão sư Khi bạn tốt nghiệp liền khảo nghiệm bạn cái ải này thông qua liền thành phật không thông qua vẫn phải tiếp tục tu cái đạo lý này không thể không biết phổ linh đoạn ác tu hành trước tiên là đoạn ác sau đó mới có thể tu thiện ác nếu như không đoạn chúng ta tu tất cả thiện pháp thiện ác hỗn tạp cũng chính là nói công phu không đắc lực vì này chúng ta không thể không biết Thiện ác tiêu chuẩn trong kinh giáo rất rõ ràng rất tường tận thập thiện nghiệp đạo kinh đại sư ngẫu ích rất từ bi ngài có một bổn thiết lục rất hay chính là đem tiêu chuẩn của mười thiện nêu ra mười loại tiêu chuẩn bất thiện cũng nêu ra bất thiện phải đoạn mười thiện mới có thể viên mãn chúng ta những năm gần đây đề dưỡng cảm ứng thiên đệ tử quy thập thiền nghiệp đạo ba nền tảng của nho thích đạo Đệ sư ấn quang ở trong văn sau khuyên dạy sơ học không luận là tại gia xuất gia cần phải từ tin sâu nhân quả mà bắt tay vào chỉ đạo cụ thể chính là vậy chúng ta từ liễu phàm tứ huấn thái thượng cảm ứng thiên văn xương đế quân âm trắc văn mà bắt tay vào đem cái này xếp ở thứ nhất đây là ý nghĩa gì vậy đây chính là phổ linh đoạn ác chân thật tin tưởng nhân quả báo ứng không chỉ việc ác chúng ta không dám làm ý niệm ác cũng không dám khởi vì sao vậy khởi tâm đồng niệm có báo ứng báo ứng cái đạo lý cùng sự này là thật không hề giả chút nào đại đức xưa thường giảng cho chúng ta nghe không phải không báo thời giờ chưa đến tại vì sao có loại hiện tượng này người cả đời tạo tác ác nghiệp Họ chưa nhận lấy ác báo Không phải không có nhân quả Phạm phu chúng ta chỉ thấy một đời Nếu như bạn xem thấy đời quá khứ của họ Xem thấy đời vị lai like của họ Vậy thì bạn liền không có lời gì để nói trong đời quá khứ họ tu được là đại thiện đại phước ngay đời này tạo tác rất nhiều ác nghiệp họ ngay đời này hưởng thụ là phước báo ở trong đời quá khứ tạo tác ác nghiệp đối với phước báo trong đời quá khứ của họ có bị trừ bớt đi không có khuyết tổn rất nhiều Thế nhưng vẫn còn dư phước Thí dụ chúng ta dùng tiền để làm thí dụ Việc này mọi người dễ dàng lý giải Họ đời trước đã tu được Tiền của ngàn ức Ngay đời này rộng tạo tất cả ác nghiệp Họ vẫn còn của cải trăm ức Ngàn ức đến trăm ức Đã khuyết tổn đến 9 phần 10 Họ còn có một phần Họ vẫn chưa hưởng xong Có báo không phải không báo Quá khứ tu được quá nhiều Quá nhiều rồi Việc này như thế nào vậy Ngay đời này. Họ hưởng hết rồi, phước báo hưởng hết, đời sau khổ báo liền hiện tiền. Ngay đời này tạo tác ác nghiệp, đời sau chịu báo. Chúng ta không biết được đời quá khứ của họ. Cho rằng tạo tác ác nghiệp họ không bị quả báo. Đây là chúng ta phàm phu mắt thịt. Không thấy được nhân quả ba đời Cho nên sinh ra hiểu lầm Còn có xem thấy Tu Phước Người thật là người tốt Tâm thiện Ý niệm thiện Hành vi thiện Thế nhưng họ ngay đời này Chưa đến Phải chịu hết khổ báo Dày dò Đây là nguyên nhân gì Hoàn toàn tương phản với thí dụ trước Con người này đời trước Tạo tác tội nghiệp rất nặng Ngay trong đời này tu phước Có giúp cho họ tiêu tay hay không? Có Họ vốn dĩ phải chịu cái khổ vừa qua Hơn rất nhiều lần so với hiện tại Hiện tại đã là tội nặng báo nhẹ Đây là chân tướng sự thật Tội báo của họ báo xong rồi phước báo liền hiện tiền nhân quả thông qua ba đời chúng ta biết được cái chân tướng sự thật này tâm liền bình biết được sự việc này chắc chắn không phải giả cho nên ở ngay trong cuộc sống thường ngày tu Tư từ chỗ nào từ khởi tâm động niệm cảm ứng thiên là tiêu chuẩn văn xương đế quân âm trắc văn là tiêu chuẩn Tiên sinh Châu An Sĩ Biên tập quyển sách này rất hay An Sĩ Toàn Thư Mỗi câu Vẫn dụng Cổ Kim Chữ Kim này là vào triều nhà Thanh Là cái thời đại đó Hiện tại chúng ta đều gọi là người xưa Thí dụ ra nhân quả báo ứng Mỗi điều đều, đều đưa ra rất nhiều thí dụ cảm ứng thiên hội điên cũng là như vậy thí dụ của ngày trước thí dụ của hiện đại càng nhiều cũng có người đang hội tập hoàng bá lôi cảnh quan đài loan ông rất lưu ý đối với sự việc này Ông hội tập được hơn 200 chứng cứ Sáu mươi mấy năm gần đây Xảy ra ở Đài Loan Người thật, việc thật Báo chương tạp chí tin tức mới Đã từng báo cáo qua Cảm ứng thiên hội biên Văn xương đế quân âm trắc văn Cũng là hội biên Tôi hy vọng Chân thật có người có tâm Trùng tân biên tập lại Hai quyển sách này Nên đem những chứng cứ của hiện đại để vào giúp đỡ độc giả khải phát tính tâm những việc giáo dục nhân quả này phải thường hay giảng ngày ngày giảng tôi cũng đã từng khuyến cáo đài truyền hình hoa tạng họ còn có truyền hình thế giới trần tổng cùng tạ tổng tôi khuyên bảo họ nhất định nên thiết lập một cái kênh riêng kênh giáo dục nhân quả giảng tường tận liễu phàm tứ huấn Giảng du tình ý công ngộ táo thần ký. Giảng cảm ứng thiên. Giảng an sĩ toàn thư. Giới thiệu của đại sư Ấn Quang đối với An sĩ toàn thư Ngài nói được rất hay Quyển sách này Dùng lời hiện tại mà nói Nó chân thật có thể hóa giải Tất cả xung đột Của thế gian này Không chỉ Mang đến cho thế gian này An định hòa bình nó còn mang đến cho tất cả chúng sanh hạnh phúc mỹ mãn đây là giá trị gì vậy lợi ích gì vậy Chúng ta có thể nghĩ mà biết Thứ tốt như vậy Chúng ta không phải không có Có Chính là kém khuyết Giảm tuyên Kém khuyết người phổ biến giới thiệu Nếu ai y giáo phụng hành thì ai có thể chuyển ác thành thiện Ai có thể chân thật lì khổ được vui Làm ra tấm gương cho đại chúng xã hội xem Mọi người điền tin tưởng Người học tập liền nhiều Tai nạn xã hội ít an định hòa bình nhiều đều ở dụng tâm của đệ tử phật chúng ta chúng ta chân thật đọc sách của quốc sư hiền thủ chăm chỉ học tập tu chư hành pháp không gì tự thân đảng dục rộng lợi quần sanh chúng ta phải thật làm phải thật phát tâm từ đoạn ác bắt tay vào chính từ mấy môn này mấy quyển sách này Mấy môn bài khóa này Chăm chỉ mà làm Bị tu vạn hạnh Tốc chứng bồ đề Vạn hạnh là thiện hạnh Bồ Tát đã tu Trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói Bồ Tát đã tu 8 dạng 4 ngàn thế hạnh Chỗ này dùng một cái dạng hạnh làm đại biểu 8 dạng 4 ngàn không lìa 10 thiện Thập thiện nghiệp đạo triển khai ra Loại cách nói này Chúng ta nghe qua Hàm hồ qua loa Rốt cuộc phải tu hành như thế nào Không hề phân minh Chúng ta cụ thể Kiến nghị với các đồng tu Đệ tử quy Của nhà nho Đệ tử quy vừa triển khai Xin nói với các vị Cũng là Tám dạng bốn ngàn tế hạnh Cái cương lĩnh này Là cổ đại Trung Quốc Mỗi một gia tộc Đều có gia quy Cũng có người Gọi là gia huấn Ý nghĩa đều không như nhau Đây là điều một Của mỗi mỗi gia tộc gia quy gia huấn cần tu còn có những điều một khác điều một khác là mỗi một gia tộc chính mình định ra. Vì sao vậy? Bởi vì gia học của họ không như nhau. Gia nghiệp của họ không như nhau. Cho nên họ cần phải có thêm một số khác. Đây là 113 điều phổ biến chỉ cần là người đều phải nên học tập đều phải nên tôn trọng cho nên chúng ta dùng cái này tốt quá xã hội hiện đại do bởi khoa học kỹ thuật phát triển truyền thông giao thông mang đến sự thuận tiện cự ly giữa người và người càng ngày càng gần quan hệ càng ngày càng mật thiết cho nên cần đại rất nhiều đang nói đa nguyên văn hóa có cần thiết hay không vô cùng cần thiết trên thế giới này có rất nhiều quốc gia dân tộc thứ mà lão tổ tông của họ lưu lại đều rất trân quý chúng ta phải hiểu rõ chúng ta phải học tập trong tôn giáo trong kinh điển tôn giáo đều lại như vậy cho nên tôi những năm gần đây tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo tôi phải xem trước qua kinh điển của họ đặc biệt xem phương diện giáo dục nhân quả đạo đức lý luận của họ cái này vừa nhìn gần như là không hề khác nhau những thứ này đều có thể giúp chúng ta bị tu vạn hạnh chúng ta phải nên học tập khiến cho hiểu lầm đối lập mâu thuẫn xung đột giữa tôn giáo cùng tôn giáo có thể rất thuận lợi hóa giải nhiều năm đến nay liên hiệp quốc đang tìm cầu hóa giải xung đột xúc tiến xã hội an định hòa bình từ học tập lý luận đạo đức nhân quả trong tôn giáo Đây là con đường đại đạo hòa bình Chúng ta phải nên lưu ý Câu sau cùng Tóc chứng bồ đề Đối với người học Phật chúng ta mà nói Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Tôi tin tưởng đồng tu nhà phật đặc biệt là đồng tu tịnh tông nhất định rất xem trọng chúng ta dùng phương pháp gì tóc chứng bồ đề chính là dùng phương pháp niệm phật giảng sanh tịnh độ chúng ta đến thế giới cực lạc thân cận a di đà phật ở thế gian này Đích thực Phải vạn duyên buông xả Đến lúc nào thì buông xả Hiện tại thì phải buông xả Không thể đợi Trong Kinh giáo Thế Tôn thường hay nhắc nhở chúng ta Mạng người ở khoảng hơi thở Một hơi không trở lại Thì đời này đã kết thúc bạn còn có thể buông xả kịp hay sao? không thể kịp đối với chính mình mà nói phải đem việc niệm Phật là một việc đại sự bậc nhất trên kinh Hoa nghiêm Phật khuyên chúng ta cái thứ nhất không cầu năm dục năm dục là tài sắc danh thực thủy không cầu cái thứ này Càng không thể ham thích Những thứ này Phải buông xả Cái thứ nhất buông xả hưởng thụ Năm dục sáu trận Cái thứ hai không cầu dương dị Thích ca mâu ni Phật là dương tử Xả bỏ dương dị Trong dương dị Bao gồm quan cao Không cầu Chúng ta nói địa vị xã hội. Không cầu của dư, không cầu của cải. Không cầu tự lạc. Tự lạc là tiểu thừa. Tiểu thừa tự lợi. Không quan tâm người khác. Việc này không thể được. Việc này Phật chỉ bảo chúng ta sống ở thế gian này tất cả tùy duyên hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức an phận giữ mình lão thật niệm phật chúng ta ngay đời này mới có thể chân thật làm đến được tóc chứng bồ đề ngay đời này liền đem cái sự việc này làm được viên mãn thế nên cái sự việc này vì sao chúng ta còn có thời gian sẽ cùng nhau học tập tiếp đây là vấn đề lớn chân thật gọi là sanh tử việc lớn ngay đời này có duyên phận tốt đến như vậy quyết định không nên để nó trống qua. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A à, Di Đà Phật. cẩn dịch vòng tay cư sĩ địa chỉ email Vọng tây cư sĩ a cộng gmail chấm người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường cho nhóm hoa nghiêm thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật